Toàn cảnh Vương quốc Anh, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta thường biết đến nước Anh với rất nhiều điều về bóng đá ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất thế giới, về các câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United, Liverpool hay các cầu thủ như David Beckham, Wayne Rooney, nổi tiếng với những công trình như là tháp đồng hồ Big Ben, các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt 2 tầng, tàu điện. Nước Anh cũng có một lịch sử lâu đời và nổi tiếng, từng là một đế quốc rộng lớn nhất thế giới. Và thể theo yêu cầu của rất nhiều các bạn khán giả thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu toàn cảnh về Vương quốc Anh các bạn nhé. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước hết chúng ta cần phân biệt khái niệm về nước Anh và Vương quốc Anh. Các bạn ạ, Vương quốc Anh là một đảo quốc lớn nhất châu Âu bao gồm 4 xứ: Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, nằm ở phía Tây châu Âu trong biển Đại Tây Dương. Vương quốc Anh được thành lập năm 1801 bao gồm Anh và Ireland. Sau đó thì Ireland được tách ra năm 1922 thành Cộng hòa Ireland. Còn Bắc Ireland thì vẫn nằm trong Liên Hiệp, nên ngày nay thường gọi là Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, thường gọi ngắn là United Kingdom, viết tắt là UK. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là nước Anh chỉ là một xứ trong Vương quốc Anh thôi. Đôi nét về đế quốc Anh. Vâng, trong quá khứ thì chúng ta thường biết đến đế quốc thực dân Anh, từng là một trong những đế quốc rộng lớn nhất thế giới. Đế quốc Anh thì bao gồm các vùng tự trị, thuộc địa được bảo hộ, ủy thác và những lãnh thổ khác do khối Liên Hiệp Anh và các quốc gia tiền thân của nó cai trị hoặc quản lý. Đế quốc Anh khởi nguồn với các thuộc địa và trạm mậu dịch hải ngoại do Anh thiết lập từ cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ thứ 18. Và giai đoạn đỉnh cao của nó, đế quốc Anh được xem là đế quốc có diện tích lãnh thổ lớn nhất trong lịch sử nhân loại và là thế lực đứng đầu toàn cầu trong hơn một thế kỷ. Tại thời điểm lãnh thổ đế quốc Anh đạt đến cực đại năm 1922, đế chế đã cai trị khoảng 458 triệu người, chiếm 23% dân số thế giới lúc đó và bao phủ diện tích xấp xỉ 33,67 triệu km vuông, chiếm 24% tổng diện tích toàn cầu. Đế quốc Anh còn là đế quốc có lãnh thổ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Do vậy, những di sản về văn hóa, ngôn ngữ, luật pháp của đế quốc Anh được truyền bá rộng rãi. Vào thời điểm nó đạt tới đỉnh cao của quyền lực, đế quốc Anh thường được ví von với câu nói bất hủ, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, bởi vì mặt trời thì luôn chiếu sáng trên ít nhất một trong những lãnh thổ của nó. Về diện tích của Vương quốc Anh, diện tích Vương quốc Anh xấp xỉ là 245.000 km2 được trải dài từ quần đảo Scotland ở bờ biển phía Bắc Scotland xuống đến quần đảo Scilly ở tây nam nước Anh và trải rộng cho đến Bắc Ireland. Anh chiếm hơn một nửa tổng diện tích Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland với diện tích là 130.395 km2. Hầu hết Anh là địa hình đất thấp. Các sông và cửa sông chính là Thames, Severn và Humber. Đỉnh núi cao nhất Anh, Cap Scafell Pike, 987 m tại Lake District. Scotland chiếm gần 1/3 tổng diện tích Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland với 78.772 km2, bao gồm gần 800 đảo chủ yếu nằm ở phía Tây và phía Bắc của đại lục. Địa hình Scotland thì được phân chia theo đứt đoạn ranh giới Highland cắt ngang Scotland tại phía Tây, mang tên Highland vùng đất cao tại phía Bắc và Tây. Lowland vùng đất thấp tại phía Nam và phía Đông. Khu vực Highland gồ ghề hơn và gồm phần lớn đất núi của Scotland. Khu vực Norland thì có địa hình bằng phẳng hơn và là nơi cư trú của hầu hết dân cư. Xứ Wales chiếm dưới 1/10 tổng diện tích Vương quốc Anh với 20.779 km2. Địa hình xứ Wales hầu hết là đồi núi tập trung chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung. Khu vực đông dân cư và các ngành công nghiệp chính chủ yếu nằm tại miền Nam. Bắc Ireland tách biệt với đảo Anh qua biển Ireland và qua eo biển Bắc có diện tích là 14.160 km2 và hầu hết là đồi. Bắc Ireland có hồ lớn nhất quần đảo Anh là Loch Ness với diện tích 388 km2. Đỉnh cao nhất tại Bắc Ireland là Slievy Donnells thuộc dãy núi Mars với độ cao là 852 m. Vương quốc Anh là quốc gia đông dân thứ 22 trên thế giới với khoảng 63 triệu dân cư, trong đó nước Anh 53 triệu, Scotland 5,3 triệu, xứ Wales là 3,8 triệu, Bắc Ireland là 1,8 triệu. Thủ đô Vương quốc Anh là London, đồng thời cũng là thủ đô của Anh trước đây. London là trung tâm tài chính và cũng là khu vực đô thị lớn thứ tư tại châu Âu. Thủ phủ của xứ Wales là Cardiff, thủ phủ của Scotland là Edinburgh và thủ phủ của Bắc Ireland là Belfast. Về các đô thị lớn, Anh được chia thành nhiều khu đô thị như là khu đô thị Đại London, khu đô thị miền Trung Tây, khu đô thị Đại Manchester, khu đô thị Nottingham, với các thành phố lớn như London, Manchester, Nottingham, Liverpool. Về London, thì London là thủ đô và thành phố lớn nhất của Vương quốc Anh, cũng là một trong những trung tâm tài chính, kinh tế và văn hóa hàng đầu thế giới các bạn ạ.
Kinh tế của London đa dạng với các ngành chủ chốt như là tài chính, bất động sản, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, vận tải, thương mại bán lẻ, du lịch và giải trí. London có một trong những nền kinh tế phát triển và đa dạng nhất thế giới, đóng góp tới hơn 20% GDP của Vương quốc Anh. Nhiều tập đoàn tài chính như là Ngân hàng Trung ương của Anh và nhiều ngân hàng lớn khác có trụ sở tại London. Ngoài ra thì London cũng là trung tâm của ngành công nghệ thông tin với các công ty lớn như là Google, Amazon, Facebook cũng có trụ sở tại đây. London cũng có một ngành bất động sản phát triển với giá nhà rất cao. Thị trường bất động sản của London được coi là một trong những thị trường tốt nhất và đáng tin cậy nhất thế giới. Du lịch và giải trí cũng là một ngành kinh tế đáng kể của thành phố với những điểm tham quan nổi tiếng như là tòa nhà Elizabeth, cung điện Buckingham, tháp đồng hồ Big Ben, bảo tàng quốc gia, sở thú London và sở thú biển London. Tuy nhiên, kinh tế của London cũng đối mặt với nhiều thách thức như là lưu thông phương tiện và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, Brexit cũng đang ảnh hưởng đến nền kinh tế của London. Manchester nằm ở đông bắc nước Anh, thành phố nổi tiếng trong lịch sử là thành phố công nghiệp hóa đầu tiên của thế giới. Nội thành thành phố có 550.000 dân, nhưng vùng đô thị đại Manchester thì có dân số 2.240.230 dân, khiến nó là thành phố lớn thứ ba của Anh sau London và Birmingham. Manchester là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục quan trọng nhất ở nước Anh. Manchester nổi tiếng với lịch sử công nghiệp vững mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và ngành công nghiệp dệt may. Thành phố này từng là trung tâm sản xuất và xuất khẩu vải len trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Tuy nhiên, sau sự suy giảm của ngành công nghiệp truyền thống, Manchester đã chuyển hướng phát triển thành một trung tâm tài chính, thương mại và văn hóa đa dạng. Manchester là nơi có một trong những đội bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, Manchester United. Câu lạc bộ này giành nhiều danh hiệu quốc nội và quốc tế, là câu lạc bộ có lượng cổ động viên hùng hậu khắp thế giới, có thể nói là nhuộm đỏ thế giới và có sân vận động Old Trafford nổi tiếng. Ngoài ra, thành phố còn có đội Manchester City, đối thủ rất mạnh trong vòng 10 năm trở lại đây. Đội bóng vừa mới đánh bại nhà đương kim vô địch Real Madrid với tỷ số rất đậm 4-0 để lọt vào trận chung kết Champions League. Ngoài ra, Manchester cũng là một trung tâm văn hóa với nhiều bảo tàng, nhà hát và trung tâm nghệ thuật. Liverpool. Bạn biết không, Liverpool là một thành phố lớn nằm ở miền Tây Bắc nước Anh và là trung tâm hành chính của hạt Merseyside. Với dân số hơn 500.000 người, Liverpool là thành phố đông đúc thứ 5 ở Anh. Nơi đây nổi tiếng với lịch sử về thương mại biển, nghệ thuật và là quê hương của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Liverpool có một di sản văn hóa đặc biệt và nổi tiếng với cảnh quan thành phố biến hóa và sức hút văn hóa. Liverpool có một lịch sử quan trọng trong ngành công nghiệp tàu biển và thương mại. Quận Parkhead là nơi có những tòa nhà biểu tượng như là cung điện Liverpool, mái nhà cửa hàng hoàng gia và Club Liver, tượng trưng cho sự phồn vinh của thành phố trong quá khứ. Ngoài ra thì cầu Runcorn và cầu Mersey cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Liverpool với các khu vực lân cận. Liverpool cũng là một trung tâm thể thao quan trọng với câu lạc bộ bóng đá Liverpool FC. Đây là câu lạc bộ giành nhiều danh hiệu quốc nội và quốc tế và sở hữu sân vận động Anfield. Tiếp theo là về khí hậu. Các bạn thân mến, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland có khí hậu ôn đới, lượng mưa dồi dào quanh năm, nhiệt độ biến hóa theo mùa, hiếm khi giảm xuống dưới âm 11 độ C hoặc là tăng trên 35 độ C. Gió phổ biến thổi từ Tây Nam và mang theo thường xuyên các đợt thời tiết ôn hòa và mưa từ Đại Tây Dương. Song phần phía đông hầu như bị chắn gió do hầu hết mưa rơi tại các khu vực phía Tây, phía đông do đó sẽ khô hơn. Các hải lưu Đại Tây Dương được Gulf Stream làm ấm và đem đến mùa đông ôn hòa, đặc biệt là tại phía Tây, nơi mà mùa đông có mưa nhất là tại vùng cao. Mùa hè thì ấm hơn tại khu vực Đông Nam của Anh, do là nơi nằm sát đại lục châu Âu nhất. Và phía Bắc là nơi mát nhất, tuyết rơi dày có thể xuất hiện trong mùa đông và đầu mùa xuân tại những vùng cao. Khí hậu thường xuyên ẩm ướt và dễ thay đổi. Các tháng lạnh nhất là tháng 1 và tháng 2, trong khi tháng 7 thường là nắng nóng nhất. Các tháng có thời tiết ôn hòa tới ấm với lượng mưa ít là tháng 5, tháng 6, tháng 9 và tháng 10. Còn về kinh tế và giáo dục, kinh tế Vương quốc Anh là nền kinh tế đứng thứ 6 trên thế giới với GDP năm 2022, 3.158 tỷ đô, xếp ngay sau Đức và Ấn Độ. Vương quốc Anh là một trong những đất nước hàng đầu thế giới về kinh doanh và là điểm đầu tư số 1 ở châu Âu. Vương quốc Anh là một trong 10 quốc gia chế tạo hàng đầu trên thế giới. Có những ngành lớn nhất châu Âu như là khoa học đời sống, công nghệ thông tin và công nghiệp sáng tạo. Thủ đô London là một trong 3 trung tâm tài chính quan trọng nhất trên thế giới, cùng với thành phố New York và Tokyo. Giáo dục Vương quốc Anh ngày càng phát triển mạnh mẽ và là một mảnh đất di sản kỳ diệu để khám phá. Là một sinh viên quốc tế thì bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập vào xã hội đa văn hóa của Vương quốc Anh, tận hưởng cuộc sống sinh viên tràn ngập những điều hấp dẫn, thú vị và mới lạ.
Tại Vương quốc Anh, vấn đề giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Tại đây thì có những trường lâu đời, có uy tín nhất trên thế giới và cũng là nơi có nhiều cải cách về giáo dục nhất trên thế giới. Bằng do các trường Anh quốc cấp được công nhận trên toàn thế giới, bất kể nó được cấp bởi một trường đại học lâu đời đã có từ hơn 500 năm nay hay một trường đại học bách khoa mới được thành lập. Các sinh viên không thuộc khối châu Âu thường tận dụng cơ hội học tập tại Vương quốc Anh để tận mắt tìm hiểu xem khối thương mại khổng lồ này hoạt động ra sao. Rất nhiều trường của Vương quốc Anh đã triển khai những chương trình giảng dạy trao đổi, hợp tác với các trường ở châu Âu, châu Á, tạo cơ hội cho sinh viên có thể học tập một năm tại các nước châu Âu khác hay châu Á. Tại Vương quốc Anh, học sinh sinh viên được học tập trong môi trường lý tưởng và chuyên nghiệp, đội ngũ giáo viên tận tụy và hơn hết các em được lĩnh hội một trong những nền văn minh tiên tiến nhất trên thế giới. Điều đó tạo điều kiện cho các em có một tương lai tốt đẹp. Về văn hóa, Vương quốc Anh nổi tiếng là xứ sở sương mù xinh đẹp. Mỗi thành phố ở Vương quốc Anh là một trung tâm văn hóa với các nhà hát opera, bảo tàng và danh thắng nổi tiếng thế giới. Đến với nước Anh thì bạn sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh ở các vùng nước Anh. Thành phố London năng động với tháp Big Ben, vòng quay London Eye, có mắt London kiêu hãnh bậc nhất thế giới. Birmingham với vẻ đẹp truyền thống nhưng không kém hiện đại. Canterbury vừa mang phong cách đương đại, vừa ẩn nét đậm đà của miền duyên hải. Manchester, thành phố sôi động và náo nhiệt. Văn hóa Vương quốc Anh là một sự pha trộn thú vị của các nền văn hóa quốc tế và tư duy đương đại, được gắn kết với nhau trên tinh thần bản sắc và truyền thống mạnh mẽ. Tại hầu hết các thị trấn và thành phố ở Vương quốc Anh đều có rạp chiếu phim, chiếu những bộ phim mới nhất trên thế giới. Ngoài ra còn có nhiều liên hoan phim ở Anh, chiếu các bộ phim theo chủ đề hoặc của các đạo diễn hoặc các loại phim. Bạn sẽ muốn tìm hiểu về di sản văn hóa phong phú của Vương quốc Anh trong thời gian bạn học tại đây. Và khi đưa thẻ sinh viên ra, bạn sẽ được giảm giá ở rất nhiều nơi, từ lâu đài Edinburgh tới bảo tàng ban nhạc Beatles ở thành phố Liverpool. Bạn còn được miễn phí hoàn toàn tại phần lớn các bảo tàng và gallery nghệ thuật của Vương quốc Anh. Các nhà hát opera hoàng gia The Royal Opera House và nhà hát quốc gia The National Theatre có loại vé dành cho sinh viên Student Standby Tickets chỉ với 10 bảng Anh được bán trong ngày có vở diễn. Các ngày nghỉ lễ chính ở Vương quốc Anh là Giáng sinh, Phục sinh và Năm mới. Ngoài ra thì còn có một số ngày nghỉ lễ Bank Holiday khi các nơi làm việc đều đóng cửa. Các ngày nghỉ lễ ở Vương quốc Anh rơi vào các ngày khác nhau vào mỗi năm và 4 vùng trong Vương quốc Anh có tổng số ngày nghỉ lễ Bank Holiday khác nhau: 8 ngày ở Anh và xứ Wales, 9 ngày ở Scotland và 10 ngày Bắc Ireland. Nhiều công trình đá đài đã được dựng lên trong giai đoạn tiền sử. Trong số đó có các công trình được biết tới nhiều nhất gồm có Stonehenge, Devil's Arrows, Preston Monolith và Castlerigg. Với sự xuất hiện của kiến trúc La Mã cổ đại đã có một sự phát triển các La Mã hoàng cung, nhà tắm, sân khấu vòng, khải hoàn môn, villas, đền La Mã, đường La Mã, pháo đài La Mã, hàng rào cọc và cả ống dẫn nước. Có đủ các thể loại âm nhạc từ pop, rock, electro, hip hop, cổ điển, dân ca, jazz, opera, từ các câu lạc bộ nhỏ, các quán cà phê và quán rượu tư cho tới các phòng hòa nhạc, lễ hội nhạc rock hoặc là đệm nhạc quy mô quốc tế. Rất nhiều các nghệ sĩ và ban nhạc tự do nổi tiếng cũng biểu diễn tại các trường đại học và cao đẳng Vương quốc Anh. Còn về giao thông thì sao ạ? Giao thông ở Vương quốc Anh thì rất thuận tiện các bạn ạ. Người dân Anh phần lớn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Ở London và các thành phố lớn, bạn có thể đi tàu điện ngầm từ zone này đến zone khác rất nhanh và cách 5 phút lại có chuyến. Cho dù bạn có nhỡ chuyến này thì chuyến khác sẽ đến đón bạn trong tích tắc. Tại London, các bạn có thể lựa chọn xe buýt 2 tầng biểu tượng của Anh Quốc để đi tham quan và dạo quanh London. Tàu hỏa ở các vùng miền nước Anh cũng hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nếu bạn ở trong độ tuổi 16 đến 26 và là một sinh viên toàn thời gian full time, bạn có thể mua coach card thẻ ưu đãi khi đi xe khách để tiết kiệm từ 30%. Taxi thì rất tiện lợi nhưng chi phí đi lại thì khá là cao. Trước khi có thể lái xe ở Vương quốc Anh, bạn cần có bằng lái và bảo hiểm theo đúng quy định và luật pháp nước Anh. Còn về xe đạp là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền bạc và rèn luyện sức khỏe. Bạn nên đội mũ bảo hiểm và ở Anh, người đi bộ luôn đi ở phía tay trái đường. Các bạn ạ, vừa rồi là toàn cảnh về Vương quốc Anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nếu thấy thú vị hãy bấm like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo đón xem những video mới nhất của Ghiền Địa Lý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.